đúng không? Đúng đó. Nhấn 3 lần mọi người. Cái like, cái quỷ like rồi cái like tiếp nha mọi người. Thôi. Trời ơi mình tương tác nhau coi. Chị ơi chị khỏe không? Trời ơi hai chị em mình cùng nhau quay đi chị. Cái view hai chị em mình chia sẻ với nhau. Mọi người nhớ là qua bên kênh Giải Trí Việt nha, nhấn chuông. Và bên kênh Giải Trí Việt qua bên kênh Đi Ba Cát Thi cũng có sự nhấn chuông nha. Còn thôi là fan cùng nhau, ví dụ fan của Cát Thi quỷ kênh, Cát Thi quay bên đó đi. Còn bên đó quay bên đây quỷ kênh đi. Giải Trí Việt lỗ. Tại vậy Giải Trí Việt là đón nhận được cái nút bạc rồi. Còn Cát Thi mới có 50,000 à. Thôi nó giỡn gì chứ, máy bay mọi người, chúc mọi người những sức khỏe nha. Đây để em tương tác với lại Giải Trí Việt. Hello mọi người. Đứng xin cho bị ngược nắng nha. Mong mọi người nhớ chia sẻ, like và nhấn chuông. Và thật sự á, mọi người biết không, có nhiều cái chương trình rất là hấp dẫn và sắp tới đây, đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Tây nữa. Đặc biệt là Tết Tây và Tết Nguyên Đán thì tụi em đang nặng óc suy nghĩ ra làm gì đặc biệt và hay nhất có thể được phục vụ cho khán giả. Thì khán giả đừng tiếc chi, đúng 6:30 mọi người có việc yên tâm. Và nhắc nhở mọi người là vậy nè, một cái ghế 30,000 là ngày bình thường, còn ngày mà có ca sĩ là 40,000. Có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao cái ghế 40-30 mắc quá mà sao anh ta vô coi. Nhưng sai lầm rồi, cái ghế chỉ có 5,000 đồng thôi. Thay vì bình thường mọi người vô mọi người phải ngồi tại ghế đó, mọi người mua một ly nước 30-40, 20-30 gì đó tùy theo. Nhưng mà tại chương trình ngày hôm nay phục vụ cho mọi người là vậy nè, mọi người mướn một cái ghế và đưa cho mọi người cái phiếu 25,000 nữa, thì tổng cộng mọi người trả 30 là cái ghế 5,000, cái phiếu 25,000 đó thì mọi người được ăn tận dụng hết tất cả các quầy, đúng 25,000 thì nâng. Còn mọi người ăn nhiều quá thì mọi người phải mua phiếu ha, mọi người phải mua. Nếu mà mọi người mua ly nước 20 thì người ta sẽ thối mọi người lại cái phiếu 5,000, mọi người mua nước 15,000 người ta sẽ thối là mọi người cái phiếu 10,000. Thì nói chung 25,000 đó mọi người xài, còn 5,000 thì mọi người phải trả ghế. Đó là như vậy. Cho nên ghế 5,000 đó là lợi ích của mọi người luôn, đó là mọi người để đó mọi người có thể đi tiểu, đi vệ sinh, quay trở lại cái ghế vẫn là của đúng mình. Rồi. Cũng có nhiều người thắc mắc vậy nè. Trời ơi, tôi mua cái ly nước, tôi uống. Tôi mua ly nước tôi uống đúng không? Rồi, tôi phải có ghế. Tôi phải có ghế ngồi, nhưng mà bây giờ tôi lỡ tôi đứng lên rồi, một lát tôi phải vòng lại nữa, tôi ngồi không đâu có được, tôi phải mua nước nữa. Tôi phải tốn tiền hai lần. Nhưng đặc biệt cái ghế này mọi người mua chỉ một lần là 5,000, mọi người sử dụng nguyên một đêm luôn. À, có mã số mọi người. Nó có mã số. Mọi người tới mọi người thấy mà cái mã số mà Phương nó sai. Nam luôn luôn đem đến những gì lợi ích và tiện lợi nhất cho mọi người. Mọi người. Mã số đó. Có cái mã số. Ví dụ mà mọi người đi phải không? Thì cái ghế mọi người qua lăn lóc đâu, mọi người lấy cái phiếu ra, mọi người lấy 174 là cái ghế của tôi. Tha hồ mà ngồi, không ai đụng tới cái ghế của mọi người. Cho nên mọi người có nhiều người ta không biết, người ta không có theo dõi luôn. Tôi Hương Nam mọi người ta nói ủa sao cái ghế 30-40 mắc quá vậy trời. Tại vì mọi người biết không, thì ngày thường á thì cái ghế 30 là tại Lưu Tô Hương Nam phục vụ. Còn ngày mà có ca sĩ, tại sao có ca sĩ mà tới 40,000? Mọi người hiểu lầm tụi em rồi. Tại
cái ngày ngày mà mướn ca sĩ đó là ngày tốn tiền nhiều hơn, cho nên mọi người thông cảm, có bỏ ra 10.000 nữa thôi, mà trong 10.000, trong 40.000 đó mọi người được tận dụng nữa nha, được có tiền, trong tiền đó mọi người được mua nước uống, mua đồ ăn nữa. Cho nên mọi người hãy đến Hương Nam mà để xem xét là cái việc này giùm cho tụi em nha. Chứ tụi em nhiều khi mọi người có nói tụi em 30-40 mắc quá, họ chắc không ai đi coi đâu, nhưng mọi người thông cảm giùm. Tại vì cái này muốn đưa ra những cái hữu ích nhất và tốt nhất cho khán giả thôi. Thật sự khán giả thấy có lợi ích, khán giả mới tới lâu tour Hương Nam. Còn nếu mà cái đem tới mà cái gì cũng tiền tiền hết thì mọi người sẽ không đến đâu. Cho nên mọi người cứ hiểu và giùm cho tụi em cái điều đó nha. Cảm ơn mọi người. Đây mọi người qua tương tác với Su Su nè. Ngủ rồi. Dạ đúng rồi. Đi, mọi người. Su Su mới vừa thốn kim nha. Su Su mới dẫn mấy chị em đi mua đầm, cho nên Su Su hơi đào xót lấy con cua. Chẳng có nhiều đâu. Mua ra đồ cho có 10 người, còn thêm mấy chị em kia là thêm mấy chục phần quà nữa thôi, đâu có nhiêu đâu. Hả? Mua cho thêm mấy bộ. À, thì cái chuyện đó bí mật ở Su Su là chưa vô cái lựa thoải mái, thì cho nên cách ly cũng thôi tiết kiệm cho Su Su rồi mua có 10 bộ. Đấy, mua mấy bộ nè. Đi đâu đi. Đi đâu đi. Cái lợn ngon lắm nè. Cái lợn giác con heo không? Rồi, cuối thu tới rồi. Vui lắm mọi người nha. Rồi, nè. Đó này, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Qua khoảng nhà nè, vô chỗ đó mà. Thì chúng tôi đi. Thì giữa bên này. Hai con đi ra cửa sổ. Chương trình lo tôi sơ hơn nè. Rồi, giờ đó cái gì là chúng ta chào. Chân đồng nhất. Quá đẹp quá. Quá đẹp quá. Ok nha. Qua chè. Chúc sức khỏe nha, đây chào. Chân đồng nhất. Rồi. Xảy ngọ à. Rồi giới thiệu, Rồi. Mấy chị em nhỏ đường. Dễ khám. Dạ khám. Không, người nè. Tính khách lợi. Ai? Có thích khách. Ừ. Nghe nghe là quý vị nha. Mọi người ơi. Vào xong. Ở đây ra. Có thích khách. Dạ. Nghe rồi. Làm lại. Rồi. Làm lại đi cho mấy chị em à. Lời chúc. Sức khỏe, gia là chào, trân trọng nhất, trời có tất khách. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình ghép để mình thử cái màn luôn nha. Mình ghép để mình thử cái màn luôn. Cho hai anh Trọng đứng ở trong, hai anh giật dây. Cộng đâu, nào cộng má. Cộng là chồng, muốn xin cái chồng trời ơi, trời má hai chồng hả? Tới giờ tôi cũng chưa có chồng. Đúng số sao nhớ được cái giá năm chào bà mà ở đây ta đạo nè, không có câu nổi ra đâu, không phải gì như mua không thì lấy gì cắt chị rồi chứ làm chào rồi chị nam chị nghĩ là chị đang tốt lên làm chim bay, tôi bay mà nè. Tôi cũng làm được đâu, cái tay tôi đâu có thể làm được đâu. Cái tay tôi giữ cái này. Ở đây là đó. Quay nha. Ai ba quay. Còn chồng cái người chúc mình thôi cho nó ra cho nó đẹp. Quay đi. Rồi sao? Bỏ xuống em kẹp được ngoài luôn để cho con Quỳnh nó không nói không? Con Quỳnh nó không có thế. Quỳnh đang bơm nó mất thế. Mình cũng lột gọi chim mà mình lột gọi chim đà điểu. Lên làm gì đi cô. Cái đồ này nó.
anh chị cái này cho dễ nè. Mở xuống. Tối lên coi. Đừng có ngã hết ra là mình không có thế nữa. Thật ra hồi nãy chị Bi lên nặng nhưng mà chị Bi vô thế chứ là đoạn nó mới trao đảo liền. Đây chỉ cho nè. Tú lên. Lên đây không phải là hả? Em bỏ cái chân Tú ra. Vô cái nắm của con này. Em phải dựng vô cái eo. Em nắm vô hai cái cổ tay nó. Cổ tay của con sang ca. Nắm vô. Có cái thế. Hất lên. Hiểu không? Ừ, rồi hất lên hai giờ. Ngoé cái chân vô. Tú nó ngã xuống nó chụp cái chân em để mua ra. Hiểu chưa? Rồi, mày chạy đi luôn anh.
đấy nè.